À, như vậy thì BU nó có ý nghĩa gì ha? BU nó có nghĩa gì? À, việc chia sẻ với cả nhà ha. À, đây là các cái cấp độ về mặt nhận thức của chúng ta. Nó sẽ phải đi từ trong, nó sẽ phải y chưa gì hết lỗ bài rồi. Ý, lỗ bài nữa. Ai đây, quay trở lại rồi. Be you leader. Be you, hãy là be you leader. Hãy là cái người be you, hãy là một cái người lãnh đạo mà thấu hiểu chính mình ha. Người lãnh đạo là chính mình phải không ạ? Rồi, à, thấu hiểu chính mình. Nó sẽ có những cái tầng như thế này nha các chị nha. Cái tầng gọi là trước tiên là muốn, gọi là mình muốn vươn ra mình ảnh hưởng cộng đồng, hay là muốn lãnh đạo tổ chức, muốn thấu hiểu tổ chức, muốn lãnh đạo đội nhóm, muốn thấu hiểu đội nhóm, thì trước tiên cái bước đầu tiên, bước cơ bản nhất là phải thấu hiểu chính mình ha. Bước đầu tiên, bước cơ bản nhất là phải thấu hiểu chính mình ha. À, thấu hiểu chính mình rồi thì sao nữa ạ? À? Thấu hiểu chính mình rồi thì sao nữa? Nó sẽ qua cái bước là thấu hiểu chính mình rồi thì mới lãnh đạo được mình ha. Còn mình không thấu hiểu chứ không, không không thấu hiểu mình á, người khác họ lãnh đạo mình không làm chủ được mình ha, hoặc là cuộc sống này nó lãnh đạo mình bị những cái gì đó ngoại cảnh ở bên ngoài nó dẫn dắt mình, nó lãnh đạo mình phải không ạ? Đó, khi mình không thấu hiểu được mình rồi, khi mình không thấu hiểu được mình á cả nhà, mình bị cái thói quen của mình nó dẫn dắt mình, nó lãnh đạo mình luôn. Ai đồng ý với việc cái điều này, giật gật gật đi ạ. À, cái thói quen, nếu như mình không làm chủ được cái thói quen, phải không ạ? Nếu như mình không làm chủ được cái thói quen thì nhiều khi thói quen nó làm chủ được mình, nó làm chủ mình luôn, phải không ạ? Rồi. Cho nên mình phải thấu hiểu chính mình, thấu hiểu là mình đang có cái thói quen này. Và nếu thói quen này nó đang ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, nó làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên trì hoãn, trở nên gọi là không có như ý, các cái mối quan hệ của chúng ta nó không có được ổn chẳng hạn, thì mình phải quay trở lại mình làm việc với chính mình ha. Đó là cái bước đầu tiên. Giống như là nếu chúng ta gặp trục trặc trong mối quan hệ với nhân viên, chúng ta phải quay trở lại cái bước đầu tiên á, chúng ta không quan sát, chúng ta không soi nhân viên đâu, mà chúng ta phải quay trở lại chúng ta soi mình xem, đúng không ạ? Nếu mình có trục trặc trong mối quan hệ với con thì cái đối tượng quan sát không phải là con đâu nha cả nhà nha. Đối tượng quan sát là mình phải quay ngược trở lại mình quan sát chính mình ha. Mình hiểu chính mình xem có cái điều gì đó ở mình nó chưa có ổn. Mình làm việc với chính mình, phải không ạ? Chỉ khi mình thấu hiểu chính mình rồi á thì lúc đó mình mới lãnh đạo được chính mình. Ở cả nhà ha. Và tất cả các cái cấp độ mà lãnh đạo á thì nó phải đi từ cái cấp độ đầu tiên, đó là lãnh đạo bản thân. Đúng không ạ? Lãnh đạo bản thân. À, lãnh đạo bản thân nói cho nó lãnh đạo bản thân nói cho nó dữ dội, nói cho nó văn đao to búa lớn, chứ mình làm chủ được suy nghĩ của mình, làm chủ được cảm xúc của mình, phải không ạ? Mình làm chủ được cái hành vi của mình, làm chủ được quyết định của mình, có dễ không mọi người? Ai nghĩ rằng nó là dễ hãy gõ vào ô chat đi ạ. À, có dễ không ạ? À, hãy gõ vào ô chat đi. Làm chủ được suy nghĩ của mình, làm chủ được tư duy của mình, làm chủ được hành vi của mình, làm chủ được thái độ của mình, làm chủ được cảm xúc của mình. Rồi, trong không có dễ nha. Không có dễ tí nào. Không dễ, không dễ. Vừa dễ vừa khó. Vừa dễ vừa khó nha. Không có dễ tí nào. Việc đi cái hành trình này nói chung là cũng khoảng vài năm á, có lúc khó có lúc dễ cả nhà, có lúc á thì có lúc á thì bật cười với chính mình ha ha, sao thấy mình có những cái thói quen rất là ngớ ngẩn, sao thấy mình có những cái suy nghĩ nó rất là buồn cười, nhưng mà cũng có lúc ngồi gọi là ngồi nuốt nước mắt vào tim, tại vì mình thấy mình có những lúc dở ẹt, có những lúc mình dở tệ, có những lúc mình cũng có những lúc mình cũng gọi là sao ta,
không có dùng ngôn từ nào để tả được. Đó là có những lúc mình cảm thấy bản thân của mình chưa có trọn vẹn, chưa có hoàn hảo, hoặc là chưa có đủ đầy với chính mình chẳng hạn. Đó. Có lúc mình tào lao luôn, đúng không ạ? Đúng không ạ? Có lúc mình chính mình tào lao luôn. Thì như vậy thì lãnh đạo bản thân á, nó phải bắt đầu từ cái việc thấu hiểu bản thân ha. Bắt đầu từ cái việc thấu hiểu bản thân, và sau khi mình rõ hai cái bước đầu tiên rồi á cả nhà, mình mới tới cái bước thứ ba, thấu hiểu đội nhóm ha. Nhưng mà mình không phải đợi cho tới lúc mà tôi U40, U50 tôi mới bắt đầu lãnh đạo đội nhóm đâu, mà đó là một cái tiến trình học tập thôi cả nhà ha. Thấu hiểu đội nhóm này, thấu hiểu đội nhóm rồi mới lãnh đạo đội nhóm nha cả nhà nha. Mọi người nhớ quan sát cái ngôn từ đây. Mình thấu hiểu đội nhóm rồi mình mới lãnh đạo đội nhóm được. Còn không á, mình không thấu hiểu đội nhóm, mình lãnh đạo đội nhóm á, hoặc là mình dẫn dắt đội nhóm sai, hoặc là đội nhóm của mình nó nổi loạn, hoặc là đội nhóm mình nó phản loạn, nó chống lại mình chẳng hạn ha. Đây, nếu như mình không thấu hiểu ha. Rồi. Đấy là đối với những cái doanh nghiệp mà chúng ta có đội nhóm nhỏ phải không ạ? Và đối với những cái doanh nghiệp mà chúng ta có tổ chức có nhiều team này, chúng ta phải thấu hiểu được cái cơ cấu tổ chức, cái mô hình doanh nghiệp của mình phải không ạ? Và ở cái cấp độ tổ chức á, cấp độ doanh nghiệp á, thì nhiều khi chúng ta sẽ gọi là đi qua đi lại giữa hai khái niệm, một khái niệm là quản lý, một khái niệm là lãnh đạo, đúng không ạ? Có thể là đối với trong một số trường hợp thì cái phần đội nhóm nhỏ thì chúng ta là quản lý thôi, nhưng mà đối với cái một cái tổ chức lớn á, thì nhiều khi chúng ta tách rời ra, chúng ta thuê CEO hoặc là chúng ta thuê trưởng phòng kinh doanh rồi chẳng hạn, và chúng ta nâng mình lên ở một cái tầm cao hơn, đó là mình ở cái vai trò lãnh đạo, đúng không ạ? Và ở cái tầng xa hơn nữa đó là ảnh hưởng cộng đồng. Rồi. Nếu như các anh chị thử nghĩ một cái điều coi, nếu như mà chúng ta là người ảnh hưởng cộng đồng, đúng không ạ? Là lãnh đạo tổ chức, nhưng mà chúng ta không hiểu chính mình á. Chúng ta không hiểu chính mình á, thì cái điều gì nó xảy ra? Cái này nó thể hiện rất rõ này. Có đôi khi chúng ta chần chừ trong cái việc ra quyết định chẳng hạn. Chúng ta chần chừ trong một cái chuyện là chúng ta ra quyết định này, hoặc là chúng ta ra cái quyết định nó mâu thuẫn này. Cái dấu hiệu của cái việc là ra quyết định mâu thuẫn đó mọi người, một là chúng ta không có tự tin vào chính mình, hai là chúng ta thiếu một cái mục tiêu nó có tính chất là nhất quán, không ạ? Nó dẫn đến cái việc là chúng ta hay thay đổi, không ạ? Nó sẽ dẫn đến cái việc là nó ảnh hưởng đến đội nhóm của chúng ta, không ạ? Như vậy thì quay trở lại chưa đến nỗi banh đâu Trang ơi. Chưa đến nỗi banh đâu, vẫn còn sửa được. Đó là khi chúng ta đi cái trại gọi là mastermind camp sắp tới ha, vẫn còn sửa được. Rồi thì cái bước đầu tiên nó vẫn phải quay trở lại là chúng ta thấu hiểu chính mình cả nhà nha, chúng ta thấu hiểu chính mình đấy. Thì đó là cái phần việc chia sẻ đối với tại sao mà chúng ta phải 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 thấu hiểu chính mình, và lấy cái việc mà thấu hiểu chính mình làm gốc ạ. Lấy cái việc thấu hiểu chính mình làm gốc. Ừ, tại vì đúng là chia sẻ là bên ngân hàng á, thì nhiều bạn lúc mà phỏng vấn vào á, thì rất là nhiệt huyết và rất muốn gắn bó lâu dài với ngành ngân hàng. Nhưng không biết vì lý do gì các bạn vào làm được khoảng 2-3 tuần cái lại lên gặp mình ấy, dạ anh Toàn ơi thôi chắc là anh cho em xin nghỉ. Hay là hỏi là lý do vì sao em nghỉ thì nói là anh ơi thôi em thấy áp lực lắm, rất là căng thẳng, thôi chắc cho em xin phép em tìm việc khác. Trong khi lúc phỏng vấn thì mình cũng đã chia sẻ là công việc thì chắc chắn là nó ngân hàng mà nó sẽ có một vài chỉ tiêu như thế này, như thế này, như thế này, chia sẻ rất là rõ ràng. Đó, và với cái mức lương của em và vị trí của em thì em cần chỉ tiêu nó như thế này. Thì bạn rất là đồng ý và cũng cam kết rằng là em sẽ nỗ lực hết sức, quyết tâm để em làm được. Nhưng mới có khoảng 2 tuần hoặc 1 tháng thì bạn lại lên, bạn lại quay ngược lại
Nói với mình rằng là anh Toàn ơi, tôi chắc là em xin nghỉ. Ý thì thật sự là mới có câu hỏi với thầy Việt là không biết thầy có thể chia sẻ thêm một một vài các cái phương pháp để có thể thấu hiểu cái đội ngũ nhân sự ở dưới bên dưới của mình đúng không ạ? Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh Toàn. Anh Toàn ơi, mình là ngân hàng gì vậy? Dạ bên ngân hàng Kiên Long anh. Ngân Kiên hàng Long của trước của Bầu Thắng bên Đồng Tâm Long An á. Bộ phận mình là bộ phận tín dụng ha. Nhà vâng, phần lớn thì tất tần tật anh, có cả các bộ phận bên các bạn làm chuyên làm sale, làm quan hệ khách hàng, rồi các bạn mà ngồi ở quầy giao dịch khi mà các anh chị đến ngân hàng làm việc, các anh chị đều thấy thì gần như là cả một cái chi nhánh. Nó sẽ có từ hai cái góc độ ha anh Toàn ha, hai góc độ, mà cái này từ trải nghiệm của Việt thôi. Việt cũng trước đây cũng làm về phát triển tổ chức cho nhiều nhiều doanh nghiệp á, thì một nó đến từ cái gọi là cái quan điểm về mình xem cái việc tuyển dụng á, thì từ góc độ làm về phát triển tổ chức của Việt á, thì việc thứ nhất là việc xem coi cái mình có xem cái việc tuyển dụng, nó gọi là recruiting is advertising, tuyển dụng cũng chính là giống như là cái phần quảng bá cho cái doanh nghiệp của mình, và cái phần tuyển dụng đó mình xem nó giống như là một cái phễu vậy đó, một cái phễu người ha. Và với một cái phễu thì chắc chắn rằng là với cái phễu đó thì sẽ có người người vào và người ra, và lúc nào cũng vậy hết, cái guồng máy của tuyển dụng đó, nó lúc nào nó cũng là nó sẽ chạy theo theo cái nhu cầu con người và người vào người ra. Chắc chắn là nó sẽ có từng giai đoạn nó sẽ người vào người ra ít, người ra nhiều, nhưng mà để về về mặt gọi là để chủ động á, để chủ động thì chắc chắn lúc nào mình cũng phải có một cái động thái là cái tiến trình tuyển dụng nó luôn luôn diễn ra liên tục để mình đảm bảo cái nguồn cung ứng về nhân sự. Đó là cái về mặt cái phễu về về tuyển dụng á. Còn về phương pháp tuyển dụng thì cái này Việt cũng chia sẻ kinh nghiệm của Việt với đã từng làm qua, đã từng coach qua nhiều doanh nghiệp á, thì thông thường một số các cái tổ chức thì trước khi họ tuyển dụng thì họ có những cái họ hoặc là họ dùng các cái bài test tâm lý, anh phải dùng những cái bài test tâm lý để họ test, kể cả là có thể là sinh trắc vân tay, có thể là bài DISC. Ví dụ như đối với một số những cái vị trí về nhóm tính cách nha, nhóm tính cách DISC thì nhóm D là sẽ phù hợp với vị trí nào, nhóm I sẽ phù hợp với những vị trí nào, nhóm C sẽ phù hợp với những vị trí nào, và nhóm nhóm S sẽ phù hợp với những vị trí nào. Thì lúc đó thì trong quá trình mình tuyển dụng á, thì mình sẽ quan sát được là nó có tính phù hợp. Cái thứ hai nữa là, hoặc là trong cái phần mình thiết kế về mặt phỏng vấn á, thì thay vì mình phỏng vấn theo phương pháp thông thường là mình phỏng vấn 3 vòng theo panel để mình đặt câu hỏi, thì mình sẽ thiết kế nó dưới dạng là những bài tập trải nghiệm, thiết kế dưới dạng là những cái trò chơi tập thể, thiết kế dưới dạng là những cái thuộc về để cho, thứ nhất là nó bật lên cái tính teamwork, thứ hai là bật lên cái khả năng lãnh đạo của cái người đó, hoặc là thông qua những cái game, những cái hoạt động đó thì nó bật lên cái khả năng xử lý tình huống của cái bạn nhân viên đó đó. Thì lúc đó mình sẽ quan sát được cái khả năng xử lý vấn đề của bạn, cái khả năng giải quyết cái stress, khả năng mà ứng phó với stress, với áp lực của bạn đó này, và cái khả năng cái thông minh cảm xúc, cái thông minh cảm xúc của cái người nhân viên đó này, thì nó sẽ giải quyết cho mình một phần nào đó cái câu chuyện retention, cái câu chuyện mà nhân viên họ họ ra họ vào. Bởi vì mình có được cái việc là tuyển dụng cái đầu vào nó có chất lượng. An toàn ha. Rồi, ngoài ra thì trong các cái môi trường làm việc á, thì người ta sẽ ứng dụng cái phương pháp là mentor kèm cặp. Cái này Việt cũng đã quan sát một vài doanh nghiệp mà họ áp dụng cái kỹ thuật
một người cũ, một người nhân viên senior họ trở thành đối bạn cùng tiến với người nhân viên mới đó, thì cái tỷ lệ mà nhân viên, cái này việc áp dụng trong một số các cái doanh nghiệp mà liên quan đến mảng bất động sản này, liên quan đến may mặc này, kể cả là bán các cái thiết bị điện tử á, thì một cái người nhân viên cũ, một người nhân viên mới, họ 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 trở thành peer, họ trở thành mentor và mentee kèm cặp á, thì nó tạo ra sự gắn kết đội ngũ, nó sẽ giúp cho cái người kia có sự hội nhập nhanh vào cái tiến trình. Hội nhập ở đây nó có hai cái: hội nhập về chuyên môn và hội nhập về văn hóa. Hội nhập về chuyên môn và hội nhập về văn hóa. Rồi. Còn một cái nữa nó có tính chất là bị động hơn, là mình mời các em đó trở lại mình phỏng vấn xem lý do thực sự ẩn ở đằng sau, vì sao mà các em nghĩ. Nhiều khi á, là có thể là mình phải quan sát ở tầng sâu luôn á, là cái văn hóa của cái đội nhóm đó như thế nào. Anh Toàn có thể thử quan sát xem là có những đội nhóm á, thì cái tỷ lệ rớt nó cao, có những đội nhóm á, là bao nhiêu người đó nó cứ duy trì hoài luôn. Như vậy thì mình sẽ xem lại cái vai trò lãnh đạo của người cái leadership đó ha, của cái đội nhóm đó. Cái thứ hai là con người ta sẽ ở lại khi người ta cảm thấy an toàn, đúng không ạ? Người ta sẽ cảm thấy gắn kết, sẽ cảm thấy là kết nối, sẽ cảm thấy muốn phụng sự, muốn cống hiến á, là khi người ta cảm thấy an toàn về mặt cảm xúc. Thì trong cái việc mà mình quản trị đội nhóm á, thì mình thử quan sát xem trong nhóm đó có hiện tượng phân năm chia bảy hay không, trong nhóm đó có hiện tượng là người lãnh đạo binh đứa này không không bảo vệ đứa kia chẳng hạn, thì chắc chắn là nó cái năng lượng nó có sự tương đồng ha. Thì những cái này có thể là mình phải sử dụng những cái kỹ thuật, những cái phương pháp khác mà nó giúp mình quan sát sâu hơn. Rồi, không biết là câu trả lời của